Ngày hôm nay anh đang thay thế vị trí của Hồ Tuấn Tài, cầu thủ không thể ra sân do án treo giỏ. Trước giải đấu này thì ông Park Hang-seo đã có nhiều lần thử nghiệm trọng vùng để chám vào vị trí của Hồ Tuấn Tài. Tuy nhiên thì sau buổi tập cuối cùng ngày hôm qua cũng đã quyết định lựa chọn Bùi Hoàng Tiến Anh. Trong vùng thì thực ra vào lúc này vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương háng. Chính những người được thi đấu nhiều hơn đó chính là Văn Toàn. Cả hai thủ môn đều đã có những sai lầm, nhưng chúng ta cũng phải thông cảm bởi trong bóng đá thì bất cứ cầu thủ nào trên sân cũng có những thời điểm mắc sai lầm. Và điều khiến cho Thủy Tiến Dũng được lựa chọn chính ngày hôm nay có lẽ tới từ những nỗ lực của anh trong quãng thời gian chuẩn bị cho vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2022. Tuy nhiên so với cả giải đấu này chúng ta chỉ có chiều cao trung bình tốt hơn 3 đội bóng mà thôi. Một tình huống treo bóng có